Xin chào cô chú anh chị. Đầu clip xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một bất động sản mặt tiền nằm trên trục đường số khu dân cư Tinh Lửa thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Chủ tài sản đang có nhu cầu bán. Với diện tích ngang 12, chiều dài 21, tổng diện tích đất được công nhận trên sổ là 252m2, đất ở đô thị 100%, sở hữu cá nhân, tiện xây dựng mới. Hiện trạng thì đang cho thuê, hướng chính là hướng Bắc và hiện tại đang được chủ nhân chào bán là 42 tỷ và còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản.